Xin giảng tiếp về cái ý nghĩa mà Kinh Pháp Hoa Tích Môn vừa trước là quý vị đã học. Thì ở trong cái Kinh Pháp Hoa đó, mà đứng về cái mặt Tích Môn đó, có nghĩa là về cái mặt lịch sử. Cho nên đó, nó là từ cái nguyên Kinh Nguyên Thủy, nhưng mà có một cái nhìn mới, mà có một cái thấy mới, cho nên mới hình thành ra cái tạng Kinh Pháp Hoa. Tức cái sự kiện là một, nhưng mà vì cái trình độ khác nhau, vì cái vị trí đứng khác nhau, cho nên chúng ta thấy nó có khác nhau. Cho nên mới có một cái là kết tập Kinh Tạng Nguyên Thủy và kết tập Kinh Tạng Đại Thừa. Thì bây giờ trước mắt đó là chúng ta thấy trong Nguyên Thủy, khi mà Đức Phật đi xuất gia rồi đó, chưa thành đạo, Ngài chỉ mới chứng được cái pháp gọi là tứ thiền và bát định thôi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điểm này điểm quan trọng nhất mà ta để tâm. Tức là trong Kinh Nguyên Thủy đó, là lúc đó đó Đức Phật chứng được cái tứ thiền và bát định. Nhưng mà cái thời gian học và tu để mà chứng được cái tứ thiền bát định này nữa của Đức Phật rất là ngắn. Thế nên cái thời gian này là rất là ngắn. Tức là học với ông Kamala nữa thì rất là ngắn. Tức là chỉ trong vòng 6 tháng thôi, nhưng mà đã đạt được cái này. Cho nên từ cái chỗ đó, nhưng mà chúng ta nhìn bằng một cái đôi mắt Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy nó có một cái khác hơn. Ta thấy kỹ đi, là người đó, thì bảo là ai cũng giống như ai hết, tức là bình đẳng trước chân lý. Nhưng mà nhìn bằng đôi mắt Đại Thừa đó, chúng ta thấy có những người từ ở trong địa ngục mới sanh ra, có những con người ở ngạ quỷ, ở súc sanh mới sanh ra. Rồi nó có những con người đã từ ở cõi trời sanh xuống, có những người đã là từ ở trong thế giới Atula sanh lại. Mà có những người nữa thì họ đã từng đắc được những cái quả vị như là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát rồi. Thậm chí cao nhất là Phật. Cho nên con người đó thì nói là bình đẳng, ai cũng giống ai hết. Nhưng mà nhìn kỹ vào trong con người đó, bằng con mắt mà trí tuệ đó, để mà nhìn thấy đó, thì không ai giống ai hết. Có người là Bồ Tát hiện lại, có người là A-la-hán hiện lại. Cho nên vì thấy theo cái Đại Thừa như vậy đó, mà những cái lễ trà tì của các vị thánh tăng hay các vị cao tăng đó, thì chúng ta thường hay nói một câu đó: từ chân tánh và hiện thân đại sĩ, giữa hồng trần mà không vướng bụi trần. Để chúng ta nhìn ta thấy có những người đó, những người đó là những người là thầy, là tổ rồi. Cái này là từ chân tánh hiện lại đây. Thì trong chân tánh này nha, hiện lại đó, thì chúng ta coi Phật, Bồ Tát, Dương Giác và Thanh Văn, tức là thánh hiện lại. Cho nên ở cái vị trí nào đó mà sanh lại trong loài người đó, thì từ dưới
mà tu lên đó, tới đắc cái thánh quả này đó, họ đi nhanh lắm. Tại cái này họ đã trải qua rồi, họ đã được rồi. Cho nên như Ngài Xá Lợi Phất đó, thì cái trường hợp đó là Ngài là cái người trí tuệ bậc nhất, Ngài thông minh lắm. Kinh Nguyên Thủy đã nói, khi còn ở trong thai mẹ đó, mà Ngài tác động cho cái bà mẹ Ngài đó, mới lý luận mà tất cả các vị Bà La Môn không ai có thể cãi qua bà mẹ. Tức bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất trước khi mang thai đó, thì bà này rất hiền, không nói. Nhưng mà cái khi mang thai Ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thì lúc bây giờ bà này đó, thường hay tham gia vào trong những cái vấn đề đối thoại với các vị Bà La Môn. Thành ở trong đó nó có một cái là trường trảo phạm chí, tức là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên cái khi mà Ngài Xá Lợi Phất theo Phật rồi đó, thì cái ông này đó, cũng tới với Phật. Ông này ông nói một câu rất đơn giản, tức là khi Xá Lợi Phất còn ở trong bào thai mà đã tác động cho cái người mẹ đó có một cái hiểu biết khác thường rồi. Đây, cho nên trên bước đường tu chúng ta thấy với cái đôi mắt trí tuệ, đôi mắt của Bồ Tát hay là của A-la-hán á, thì ta nhìn ta thấy về trong nhiều hơn. Nó khác hơn con mắt của người thường. Mắt người thường chỉ thấy cái bề mặt ngoài thôi. Cho nên chỗ này phần nhiều ở chúng ta lầm. Mà ở trong Phật giáo đó, thì thường thường Đức Phật nói đây là do vô minh này. Thấy theo cái kiểu đó là thấy theo cái vô minh. Cho nên thì cái này chết như không. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, quan trọng nhất là cái chỗ mà phải phá vô minh để cho minh sanh ra. Nên khi mà có minh sanh ra, tức là có trí tuệ rồi đó, thì chúng ta thấy cuộc đời này khác mà. Vì vậy đó, mà ta mới nói là cái khi tu rồi đó thì thấy nó khác hơn người chưa tu. Thành trên bước đường tu đó. Cái khi tu rồi thấy khác hơn những người chưa tu thì cái này gọi là tu. Còn khi ta tu rồi, ta mặc áo tu rồi đó, mà ta không có cái thấy của ta không khác hơn người thường đó, thì cái này đó, ta gọi là mặc áo tu nhưng mà tâm chưa vào đạo. Cho nên phải cố gắng để cái tâm vào đạo. Tại cái tâm chưa vào đạo này là cái tâm còn vướng thế tục nặng, tức là còn tham vọng, còn bực tức và còn si mê đấy. Cho nên chúng ta thấy vì cái cặp kiến màu này, nếu mà chúng ta thấy lệch lạc, từ cái chỗ đó đó chúng ta hay bực bội, hay buồn phiền và hay khổ đau. Thì tôi có những người bạn ấy, mà thường rơi vào tình trạng này, tức đó, bực tức. Bực tức là nhìn thấy những người khác họ được cái này, họ được cái kia đấy, mà mình không được đó, thì lại có cái ganh tị và bực tức. Rồi nó thậm chí mình thấy họ dở hơn mình nữa, nhưng mà họ lại được. Còn mình giỏi hơn họ nhưng mà không được, lại bực tức. Cho nên chỗ này dễ rơi qua cái chỗ mà kiêu mạn. Cho nên cái này là quan trọng chứ, gọi là ngã mạn. Thế nên tôi có những người bạn trong hàng này ngã mạn thiệt. Thì họ học cũng giỏi, họ cũng biết được việc nhiều lắm, nhưng mà có một cái đó, tôi nhìn kỹ tôi thấy cái phước đức họ không có. Cho nên quan trọng nhất là thế. Thành cái người mà ta có tu phước, có tu đức, ta nói có tu phước, có tu đức, có phước, tức là mình có làm cái gì lợi ích cho cuộc đời này đó, thì được cuộc đời mới kính trọng mình chứ. Còn mình học giỏi nhưng mình không làm gì hết thì cái này sao? Còn cái vấn đề này muốn mà tu đức đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta phải chỗ trì giới thanh tịnh, cái này đức đây. Nhưng mà cái người học giỏi đó, thì đôi khi rớt vô chỗ ngã mạn rồi đó, này là không thích cái vấn đề trì giới, không? Cho nên đức không có. Giỏi nhưng mà ta không ưa thì cái này cũng nguy hiểm. Cho nên cái này là đọa. Nên trên bước đường tu đó,
là chúng ta phải theo lời Đức Phật dạy. Mặc dù ta tu theo nguyên thủy, nhưng mà ta nhìn, ta thấy hay là nghe những lời Đức Phật dạy rồi ta thực tập trong cuộc sống mình á, thì mình bắt đầu mình thấy nó khác hơn. Thấy nó khác hơn chút. Mà thấy khác hơn này đó, Đức Phật nói là thấy đúng sự thật. Thấy đúng sự thật của sự vật, nó như thế nào mình thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, qua tới Kinh Pháp Hoa đó, của cái hàng Bồ Tát này, Đức Phật dạy chúng ta cao hơn chút nữa. Chúng ta không phải thấy đúng theo kiểu bình thường này nữa, nhưng mà chúng ta thấy đúng theo kiểu như Phật, gọi là Phật trí, thì thấy khác hơn nữa. Cho nên thấy theo người trí thức thế gian khác, nhưng mà thấy theo cái người trí thức ở trong Phật khác. Chúng ta phải hiểu cái này để thấy chỗ này. Cho nên khi mà thấy theo cái kiểu Phật thì đây bảo là thấy theo Kinh Pháp Hoa, gọi là thấy thật tướng các pháp. Thì chỗ này đó, Phẩm Phương Tiện Đức Phật nói duy Phật, giữ Phật, nải năng cứu tận chư pháp thực tướng này, trong Phẩm Phương Tiện Đức Phật xác định vậy. Tức là chỉ có Phật là mới thấy đúng được sự thật. Thành ra thấy đúng được sự thật á, thì sao? Gọi là thập như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Thấy trong 10 cái trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Mà bây giờ chúng ta mới thấy có một cái tướng bên ngoài thôi, mà đôi khi chúng ta thấy còn chưa chính xác nữa. Đó, mới nhìn thấy cái hình tướng bên ngoài thôi, chứ chưa thấy được cái bên trong của nó mà. Chưa thấy được cái tánh của nó. Cho nên khi mà tôi quan sát một vật hay tôi quan sát một người đó, thì thường thường tôi hay quan sát cái tánh. Nhìn thấy cái tướng bên ngoài như vậy, nhưng mà cố tìm hiểu và thấy được cái tánh bên trong. Đấy. Cho nên bên ngoài đó, cái tướng của nó đó, thì đôi khi thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương đó. Nhưng mà quan sát kỹ thấy có cái tánh của nó bên trong đó, thì này nhiều cái đáng sợ lắm. Thấy thì bên ngoài hiền lành như vậy, nhưng mà cái tánh bên trong của nó đó, cái này đủ thứ hết. Tham vọng nhiều có, dễ nổi nóng có, phải không? Này có chứ. Cho nên từ cái chỗ đó thì khi ta tu nữa, cái điều quan trọng nhất là gì? Đừng chọc vào cái tánh của nó, đừng đụng vào cái tánh của nó. Tại nó dễ nổi nóng, cho nên đụng vô nó thì nó bất kể. Cho nên trong các huynh đệ khi tu với nhau rồi, lần lần mình khám phá ra chứ. Bắt đầu nhìn ngoài mặt thấy dễ thương đó, thấy cũng hiền lành đó. Nhưng mà chọc trúng cái chỗ nó đó, thì nó nổi nóng lên đó. Thì lúc bây giờ nó phát biểu khác đi rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thấy cái tướng như vậy rồi, nhưng mà khi quan sát cái tánh của nó chọc vô cái tánh nó thử thì thấy nó bộc phát lên khác rồi. Cho nên tướng đổi khác rồi. Vì vậy đó mà Ngài Trí Giả Đại Sư đó, Ngài quán tưởng cái này đó mà Ngài chứng được cái pháp, thì đương nhiên là khác với của Phật rồi. Ngài mới đưa ra cái pháp gọi là nhất niệm tam thiên. Thành ra cái trường hợp đó, cái này đó là chúng ta thấy nó phát xuất từ cái chỗ mà trung quán của Ngài Long Thọ. Từ cái chỗ trung quán luận của Ngài Long Thọ. Nhưng mà Ngài Huệ Văn Đại Thiền Sư thì nhờ nghiên cứu về cái trung quán mà Ngài ngộ được cái pháp gọi đó là tam trí và tam quán. Cũng cùng một vật đó, nhưng mà thanh văn á, khi mình tu thanh văn mình thấy khác. Nhưng mà cái trình độ trí tuệ mình nâng lên chút á, là duyên giác á, quán kỹ rồi đó, thấy khác.
Lục quan tới Bồ Tát cũng thấy khác hơn chứ. Cho nên nó cùng một vật, nhưng mà ba cái trình độ này khác nhau, nó thấy khác. Cho nên bây giờ nữa, thanh văn nó thì thấy vật đó, nó là thấy không, phải không? Tức là quán không. Tại vì cái trường hợp quán không thì mới được giải thoát. Còn quán hữu thì thường thường chấp, chấp tướng mà chấp có. Cho nên nó thường mình khổ, phần lớn mình khổ là vì cái trường hợp là chấp vật đấy. Cho nên cái người tu rồi nữa, ta gọi là bỏ cái chấp đi đó, thì cái trường hợp nó thấy nó nhẹ hẳn. Tại vì trong cái số mà đệ tử Đức Phật, tôi nhớ có một cái vị mà cái khi mà chưa đi xuất gia đó, ông là một tướng lãnh có tài. Cho nên vua Tịnh Phạn mới sai ông cắt cử trấn ở cái phía bắc của thành Ca Tỳ La Vệ. Mà cái khi đó ông đi theo Phật, ông tu rồi một cái đó, tức là ông thấy hoàn toàn khác hơn hồi trước. Tại khi ông làm tổng trấn thì ông thấy chung quanh mình toàn là giặc không, phải không? Thành ra luôn luôn lúc nào nữa cũng phải lo sợ, cũng phải đề phòng. Rồi tới cuối cùng đó, mà những người hầu cận mình, những người mà dưới tay mình đây đó, đôi khi mình lại cũng nghi ngại nữa. Không biết nó có thiệt tình không? Nó có hết lòng không? Không sợ chứ. Cho nên lúc nào nó tâm ông cũng bất an hết. Mà bây giờ ông xuất gia theo Phật tu rồi đó, tại nên ông ngồi ở trong rừng một mình ông thôi, nhưng mà ông cảm thấy mình an lạc quá, phải không? Thấy mình an lạc quá đó. Cho nên tu nó không giống cái người đời ở chỗ đó. Hồi nãy mình chạy theo danh lợi đó, cho nên mình bị danh lợi ràng buộc. Bây giờ mình bỏ hết đi đó, thì tự nhiên tâm của mình hoàn toàn được an lạc, được giải thoát. Cái này là cái chính đó. Rồi ở trường hợp cái người thứ hai nữa đó, mà mình thấy như là cái trường hợp mà ông Gia Xá này. Thành ông Gia Xá đó, thì cái trường hợp đó đó là cha mẹ giàu có, cho nên tạo những cái điều kiện tốt nhất để cho ông hưởng thụ, tức là sống một đời sống vật chất đầy đủ, rất là đầy đủ. Nhưng mà khi sống vật chất quá đầy đủ như vậy đó, thì bây giờ tất cả những người bạn của ông đó, thì gọi là hưởng được ăn theo thôi. Tại ông này giàu quá đi, cho nên những người này ăn theo thì được hưởng tất cả những cái gì mà của ông Gia Xá có đây. Nhưng mà riêng về ông này đó, thì cái trường hợp đó, ông nhìn kỹ vào trong cuộc sống, ông thấy ông chán ngán rồi. Ông thấy ông chán ngán chứ. Cho nên cái nhìn đời nữa mà hai con người này nhìn không giống nhau. Thế nên tất cả những người bạn ông đó chỉ nghĩ có ăn theo thôi, nhưng mà cảm thấy sướng quá rồi nhỉ. Còn ông này được tất cả những cái gì mà tất cả những người cứ ước mơ đó, thì ông này lại thấy ngán quá. Cho nên trước khi mà ông tới với Phật đó, là vì sau một cái bữa tiệc linh đình, sau một bữa đần ca sướng hát, sau một cái bữa mà sống trị lạc với dục dục đó, thì tất cả những người thấy sung sướng quá, thỏa mãn quá. Nhưng mà ông thấy cái này ghê tởm quá. Ta đã nhìn kỹ rồi nữa mình thấy ghê tởm nhá. Ta nhìn kỹ thấy gì? Tức là tất cả đều uống rượu mạnh hết đó. Thế nên tất cả những người uống rồi say sưa nằm ra đó, không biết gì hết nữa đó. Còn đẹp đẽ gì không? Đấy. Còn những người mà đờn ca sướng hát đó, trên sân khấu mình thấy như vậy đó, nhưng mà trở về cái thực tế trong cuộc sống của họ mình thấy sao? Thành ông nhìn ông thấy cái thực, ông thấy ông sợ quá nữa. Cho nên ông tới ông xin Phật đi tu. Ông này nhìn đời mình khác nữa. Đấy. Cho nên cái nhìn của những con người nhìn đời này hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ đến ngày Huệ Văn Thiền Sư mới thấy được.
thinh văn thì thấy khác, duyên giác thì thấy khác, mà Bồ Tát thì thấy khác. Tại trên bước đường tu mình có tiến bộ, từng bước mình lên đó mình thấy khác đấy. Còn người trần gian thì họ thấy khác. Đó là ở trên cái bước đường tu. Bây giờ tôi nói là người trần gian thôi, nhưng mà người có trình độ hiểu biết một chút á, với cái người nữa mà chỉ có tham lam ích kỷ không đó, hai hạng người đều thấy khác nhau. Cái người hiểu biết một chút đó, thì ngay như cái vấn đề ăn uống đi, thành hồn rất là kỹ. Còn cái người không biết đó, thì cứ theo cái ăn của mình thôi. Rồi tới chừng bệnh, khổ, tất cả những cái này đó. Còn cái người mà có hiểu biết một chút đó, họ nghĩ cái này đó, có độc cho nên không ăn. Thành ra ăn nhiều nguy hiểm thì không ăn nữa. Một con người thôi, người bình thường thôi. Đây là người đời. Cho nên tôi trước đây tôi có một người bạn làm bác sĩ mà lớn hơn tôi, tức là bác sĩ giàu. Thành ra trước khi ông chết rồi ông nhắc tôi cái này, ông nói tôi chết trước thầy nghe. Nhưng mà tôi nhắc thầy đó, 40 tuổi trở đi đó, thầy nên nhớ đó là hạn chế, đừng có ăn nhiều chất bột, tức là đừng ăn cơm nhiều nghe, đừng ăn cơm bánh mì nhiều nghe. Đấy, ông này dẫn tôi như vậy nhé. Ông này là bác sĩ. Rồi cái thứ hai nữa nè, ông dặn tôi gì? Ông nói thầy nhớ đó, tôi nhắc thầy một cái nữa, tôi chưa có kiểm soát kỹ, nhưng mà những cái chất lên men nữa thầy nên kiêng, đừng ăn nghe, đừng ăn. Đó, cho nên tương trao đồ nữa là nên hạn chế, nên tránh gì nữa. Mình ăn chay, mình ăn tương, ăn cháo không tốt. Mà ông này đó, ông bác sĩ mà ông khuyên tôi, ông nói vậy, thầy đừng ăn tương, ăn cháo nhiều nha. Ông nói chơi thêm cái nữa, ông nói thầy ăn tương, ăn cháo chưa chắc thì thầy ăn chay đâu. Đấy. Thành ra khi mà tôi lấy cái hương vi tôi soi vô trong cái đầu hũ mà trước khi làm cháo để cho lên meo ấy, thành ra tôi thấy vô số vi sinh trong này. Chính cái chất béo của chao đó là vô số sinh vật trong đó. Thầy ăn một miếng thịt bò, thầy chỉ nợ một phần nhỏ thôi. Nhưng mà thầy ăn một miếng chao như vậy đó, thầy nợ cả triệu mạng trong đó nha. Ông này ông bác sĩ ông nói tôi. Cho nên ông này chết rồi. Thế nên từ đó tôi thường là tôi kiêng, tôi bớt ăn, tôi không ăn cơm nhiều. Và tôi cũng không ăn những cái chất lên men, tôi ngại. Có lẽ là nhờ như vậy đó mà cái sức khỏe tôi đó là tương đối bảo đảm. Cho tới năm nay tôi 81 tuổi rồi đó, mà tôi còn đi lại được, còn thuyết pháp được, tôi nghĩ là nhờ một cái ông bạn, mặc dù ông là cư sĩ thôi, nhưng mà mình cũng học với ông. Cho nên nếu mình dưới cái đôi mắt đại thừa đó, thì mình nhìn mình thấy cái ông này là người đời, nhưng mà Đức Phật đã nói đó, tất cả các vị Bồ Tát đó là tùy các chúng sanh mà hiện các loại hình khác nhau, phải không? Ta nói ông hiện làm bác sĩ này, ông làm bác sĩ này, để ông chữa bệnh cho mấy thầy cũng có. Đấy, thấy cái sự thật, hiện các loại hình cứu khổ ban vui này. Thì cái trường hợp cái ông này đã trước nhất đó, là ông đã giúp cho tôi để hiểu được một cái việc mà bình thường tôi không biết được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nó nhìn dưới cái đôi mắt đại thừa chúng ta thấy khác. Còn nếu mà mấy thầy nhìn dưới cái đôi mắt tiểu thừa đó, thì cứ nghĩ là mấy đạo hữu đằng sau kia đó là Phật tử, còn mình là thầy, mình thầy của họ đó. Nên khi học Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói thôi cái này. Cho nên những cái đạo hữu cư sĩ đó đó, nếu mà mấy huynh đệ quan sát kỹ đó, coi chừng họ là những vị Bồ Tát trong đó nghe. Các vị Bồ Tát tùy thượng chúng sanh hiện các loại hình đó,
họ đóng cái vai cư sĩ, họ đóng cái vai hộ đạo đó. Tại vì đôi khi cái vai hộ đạo nó lại quan trọng hơn là cái vai mà giữ đạo này. Thành ra chúng ta đóng cái vai giữ đạo. Nếu mà đóng cái vai giữ đạo mà ta không giữ đật đạo đó, thì cái trường hợp này sao? Chúng ta tội lớn lắm. Đấy. Còn nếu mà có các vị cao tăng, thánh tăng ra đời nữa mà không có các vị Bồ Tát hiện thân làm cư sĩ để hỗ trợ nữa, thì các vị làm được cái gì? Các vị thánh tăng làm được cái gì? Cho nên Đức Phật ra đời mà làm được cái việc đó, đó là gì? Đây là Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi 50 năm về trước. Cho nên nhìn dưới cái đôi mắt Đại Thừa mà thấy đó, ông vua Ba Tư Nặc đó là Bồ Tát hiện lại đó. Ông Cấp Cô Độc đó là Bồ Tát hiện lại đó. Ông Tần Bà Sa La đó là Bồ Tát hiện lại đó. Mà thậm chí đó, cho tới ông Đề Bà Đạt Đa đó cũng là Bồ Tát hiện lại đó nghe. Khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh giảng Kinh Pháp Hoa đó, Ngài dạy, thì tôi còn nhớ là Ngài dạy cái này đó. Nhưng mà ta học Kinh Nguyên Thủy là ông Đề Bà Đạt Đa là ông này phá Phật đó. Ông này chuyên môn là ác, là làm bậy không. Ông này đó mà có một cái là gọi là phá Hòa Hợp Tăng nè. Tức là ông dẫn 500 vị tăng đi về núi Tượng Đầu để lập giáo đoàn riêng đấy. Ông suối vua A Xà Thế xóa ngôi rồi thả voi ra rượt đuổi Đức Phật và tăng đoàn, phải không? Kinh Nguyên Thủy rõ ràng như vậy. Cho nên coi ông này là ông ác. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh nói với tôi, nó là cái trường hợp mà ông này là ông Bồ Tát hiện lại đó, tức là nghịch hạnh. Ta nên trên bước đường tu đó, nhiều khi nó mấy thầy thấy có những người họ chuyên môn phá mình không, nhưng mà coi kỹ lại xem có phải Bồ Tát không. Ta nên Bồ Tát thiệt hiện làm ác ma hay là ác ma thiệt, đúng không? Nếu là ác ma thiệt thì nguy hiểm vô cùng. Ta lầm ác ma tưởng là Bồ Tát thì chết bỏ mạng. Nhưng mà Bồ Tát hiện lại thử chúng ta để đi khác nữa. Đấy là trên bước đường tu nhé. Thành ra Kinh Nguyên Thủy chỉ được có một cái, có nói cái ý này thôi. Là trước khi mà Đề Bà Đạt Đa ngã bệnh và sắp chết đó, thì bây giờ ông bảo đệ tử ông khiêng ông về Trúc Lâm, phải không? Ông đi không nổi nữa rồi. Từ núi Tượng Đầu mà khiêng về Trúc Lâm để đặng ông xin gặp Phật. Ông xin gặp Phật trước khi chết. Thành ra khi mà về tới đó, ông được gặp Phật, Đức Phật lấy tay để trên trán ông đó, ông chỉ nói được hai chữ mô Phật thôi, thì ông chết. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa từ cái chỗ này đó mà là diễn giải ra theo cái kiểu Kinh Pháp Hoa, tức là Đại Thừa đó. Thì Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ làm Phật ở Trung Lai, hiểu là Thiên Vương. Mà Đức Phật còn nói đó, là Đề Bà Đạt Đa đó, trước đây đã từng làm cái ông tiên trường thọ rồi, phải không? Cho nên đó, Đức Phật cái tiền thân đó, làm ông vua. Đảng vua tức là ông vua đó, gọi là Đảng Dương thì ông vua. Rồi Đề Bà Đạt Đa đó là làm trường thọ tiên. Thì trong cái thời đó đó là Đề Bà Đạt Đa đó mà hành hạ cái ông vua mà muốn đi tu này đó, đủ cách hết. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật nói là ta nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mới đầy đủ tất cả các công đức hôm nay. Cho nên chỗ này mấy thầy tu đó, khi mà gặp nghịch duyên đó, chúng ta cũng có thể thấy này. Nhờ các vị Bồ Tát lớn họ hiện lại họ thử ta, phải không? Cho nên nhiều khi đó, mà họ chọc tức mình đi, họ chọc tức mình thử coi mình còn tức không, mình còn nổi giận không. Thế nên tôi cũng có gặp những trường hợp này. Thế nên những người họ chọc tức mình nổi giận lên đó, mình biết mình còn nổi giận. Cho nên đó,
tôi coi người đó là người thiện tri thức, người mà chỉ cho mình chứ. À, chỉ trong lòng ông còn nổi giận đó, phải không? Mình còn những cái tánh xấu nào đó thì nhờ thiền tri thức chỉ cho mình đây, mình thấy. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói một câu rất đơn giản nhưng mà dễ hiểu đó, gọi là thuận hay nghịch qua tai đều thành duyên hết. Thành ra nghe những cái lời thuận cũng như nghe những lời nghịch đó, phải không? Cái này cũng là duyên cho mình tu đây. Thành ra nghe cái lời thuận đó, mình xem có mình có vui không, có mừng không. Thành ra khi mình nghe cái thuận mà mình mừng đó, thì khi mà mình nghe cái chướng tai đó, mình khó chịu. Này biết mình đọa rồi. Cho nên đó, nghe những cái lời họ đề cao mình đó, mình nghe thử, rồi thấy trong lòng mình đó, nó thế nào. Rồi khi mình nghe những cái lời mà phỉ báng mình đó, rồi mình thử có mình thế nào. Tức là khi nào mà lòng của mình thanh thản đó, là mình biết mình tới đạo được. Lòng của mình mà thanh thản thì mình biết đó, mình tới đạo được. Còn lòng mình chưa thanh thản mà còn bị cái thuận cái nghịch này tác động thì cái trường hợp này mình biết mình còn kẹt ở trong trần tục, còn kẹt ở trong sáu đường sanh tử này, cố gắng đi ra. Mà muốn được cái này nữa thì mình phải nhờ hai bên này. Một bên thì ca ngợi xem có mình có ưa thích không. Một bên thì chửi mắng mình xem mình có bực bội không. Hai cái này nữa, lòng mình thanh thản, lòng mình thanh thản trước cái khen cũng như cái chê này nữa, thì mình biết mình trụ được rồi. Họ khen hay họ chê, mấy thầy cố giữ chánh niệm. Cái này là lời khuyên của Đức Phật. Cố giữ cái chánh niệm mình, đừng để họ kéo mình ra ngoài. Họ kéo mình ra ngoài được rồi đó, thì coi chừng mất cái thế an toàn của người tu. Cho nên khi mà mình khởi một cái niềm vui mừng cái lật đật trở lại, nguy hiểm đây. Coi chừng mình đã bước ra khỏi cái vòng của Tề Thiên Đại Thánh kẻ rồi, đúng không? Mất an toàn, lật đật rút chân lại. Hãy bước thêm bước nữa thì ra ngoài cái vòng lửa này đó thì không có an toàn nữa. Đó là nhớ, đừng có để bị cái điện. Thì như vậy đó, là trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật đó là tất cả những cái người mà ủng hộ Đức Phật đây đó, đó ngay như cái trường hợp mà ông Ca Diếp ấy, ba anh em Ca Diếp không? Thành ra ba anh em Ca Diếp này, tự nhiên ba ông này đó là lãnh đạo 1000 đồ chúng. Tức là người mà có uy thế lớn ở nước Ma Kiệt Đà này, người mà được mọi người kính trọng. Cho nên cái thời đó mà cái trường hợp một cái giáo đoàn có 1000 tu sĩ đó, thì cái chuyện này không phải chuyện dễ đâu. Không phải chuyện này dễ khó đâu. Nhưng mà ở trong Kinh Nguyên Thủy thì nói rằng khi Đức Phật tới đây đó, chỉ một mình một bát thôi, phải không? Một mình ôm cái bình bát tới đây thôi. Nhưng bây giờ đó, ông Ca Diếp á, Ưu Lầu Tần La Ca Diếp nói với Đức Phật, nói bây giờ ở trong này là tất cả phòng xá đều có người ở hết rồi, còn có cái quả diện là trống thôi, phải không? Ở trong cái quả diện đó đó là có một con rắn thật to trong đó. Tại cái chỗ này đó, này Kinh Nguyên Thủy bảo rằng đó, cái ông Ca Diếp này đó, ông muốn đưa Đức Phật vô trong này để cho rắn chết này. Ông này là biết dùng bùa chú để triệu mấy con rắn về đấy, rắn hô mang về đấy. Ông này ác lắm, phải không? Nhưng mà rồi đó, một cái nữa đó là khi Đức Phật vào trong cái quả diện này tu ở trong đó, ngồi trong đó đó, thì thầy trò ông Ca Diếp mới châm lửa, phải không? Châm lửa quả diện cho cháy đi. Tại trong đó chất đầy một đống củi trong đó rồi, châm lên, thành Đức Phật ngồi trong đó chắc bị cháy chết rồi gì nữa. Đây, cái trường hợp Kinh Nguyên Thủy là nói như vậy. Nhưng mà cái khi đó châm lửa cháy rồi đó, thì cháy rụi cái tòa quả diện của ông Ca Diếp rồi đó,
thì nhìn thấy Đức Phật đứng trên đồi cao yên lành trên đó, đi kinh hành trên đó, phải không? Coi như không có gì xảy ra hết. Cho nên bây giờ ông Ca Diếp mới nói với đệ tử, nói chính Sa Môn Cồ Đàm mới là thánh, chứ còn ta chưa phải là thánh đâu. Cho nên ta bây giờ nguyện đi theo Sa Môn Cồ Đàm làm đệ tử. Cái này kinh Nguyên Thủy là vậy. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mà nếu không có qua những cái thử thách lớn, mình không vượt nổi nữa, thì không thể làm thầy được. Thành ra Đức Phật có thần thông, nhưng mà ít khi sử dụng, trừ những trường hợp đặc biệt. Thì cái này là cái vấn đề thần thông của Đức Phật. Còn cái trường hợp đó mình không có thần thông đó, mà tự nghĩ rằng mình có thần thông, hay là tự nói với mọi người mình có thần thông ấy, để đặng cho mọi người kính trọng mình ấy, thì cái này là tăng thượng mạng mất rồi, cái này chết. Cho nên trong giới của mình có nói là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng. Này thuộc về giới thứ tư, giới đại vọng ngữ này. Cái này chết như không à. Tại khi mà nó thử mình cái, nếu mấy thầy không có thần thông thiệt mà. Bây giờ đó, ở trong quả diện ngồi thiền trong đó, đó mà bây giờ nó đốt quả diện cái, Đức Phật bay lên trên đồi đứng trên, vậy nó mới sợ chứ còn. Bây giờ nếu mà mình không có mà mình nói mình có thần thông thì trường hợp nó đốt cái mình chết luôn, phải không? Thì cái này hỏng. Cho nên trên những bước đường tu nữa, dù ta có thần thông gì nữa, Đức Phật khuyên nên giấu đi. Gọi là thần thông là đồ bán ế, phải không? Đồ bán ế của ngoài đạo, thành ra không cần. Vì vậy đó mà Ngài Mục Kiền Liên là vị thánh tăng, không phải Ngài không biết đâu. Nhưng mà Ngài chọn một cái chết rất là thương tâm. Tức là cái đám ngoại đạo lõa thể đó, nó đón đường nó đánh chết tại chỗ luôn, phải không? Nó đánh chết này. Thì bây giờ đó, hỏi tại sao Ngài Mục Liên có thần thông đệ nhất mà bây giờ nó cũng đánh chết nhé. Cho nên Ngài Mục Liên trước khi chết nói với tất cả đệ tử của mình, nói cái thần thông nó chỉ có là khi nào đó mà mấy anh em ở trong chánh niệm được, trụ định được mới có thần thông. Nhưng mà hãy mất chánh niệm một cái đó, ra khỏi định đó, thì cái trường hợp mình trở thành bình thường. Cho nên cái đồ này dùng không được đâu. Bất đắc dĩ mới dùng nó, chứ còn không bao giờ nên dùng. Tại vì khi mình khởi đến ý niệm dùng thần thông, tức là mình thất chánh niệm rồi. Tại là thất chánh niệm rồi thì cái trường hợp này đó, tất cả những cái tai họa giáng lên mình không chạy khỏi. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông trong trường hợp nào? Cái khi mà vua Tần Bà Sa La bị giam trong ngục đó, thì bây giờ đó, Đức Phật mới khiến Ngài Mục Kiền Liên dụng thần thông đi vào ở trong ngục. Tại đâu ai vô được, phải không? Đâu ai vô ngục được mà thấm. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Mục Kiền Liên mới dẫn thần thông đi vào ở trong ngục đó mà thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La nghe. Và cái ông này đã chứng được sơ quả. Cho nên ông này ở trong ngục nhưng mà thấy tâm mình hoàn toàn an lành. Cho nên cái chỗ này là Kinh Nguyên Thủy. Kinh Nguyên Thủy đã nói cho chúng ta điều này. Nhưng qua Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy nó khác hơn nữa. Tức là dưới đôi mắt của Đại Thừa thì, rồi dưới đôi mắt của Phật đó, thì thấy khác. Tại vì Đức Phật đó, thì thấy sao? Không phải thấy cách bình thường như vậy đâu. Nhưng mà Đức Phật nói là trong một cái thân tứ đại này của mình đó, trong cái thân này thôi, mà trong cái thân này thì Đức Phật đã thấy đó là pháp giới rồi. Đây là thấy trong cái thân này đó, mà Đức Phật đã thấy ba đời các Đức Phật ở trong thân này hết. Mười phương Đức Phật cũng ở trong này hết. Tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, và khắp trong mười phương đó, nhưng mà nằm ở trong cái thân này. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói là trong cái cực vi đầu sợ lông, cực vi tức là một cái hạt vi trần mà nhỏ nhất như cái đầu sợ lông,
mà ở trong đó là chứa được ba cõi, ba thời. Đấy, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai của 10 phương chư Phật đều hiện trong đó. Mà ở trong đó nữa, ở trong đó mỗi, ở trong cái đầu sa đông này đó, mà đã chứa vô số Phật trong đó rồi. Nhưng mà mỗi Phật như vậy đó, là chung quanh còn có chúng hội đạo tràng, có các vị Bồ Tát nữa. Cho nên gọi là Bồ Tát như vi trần đấy không? Thế nên cái thấy của Đức Phật. Vì vậy đó, mà trên cái bước đường tu này đó, chúng ta thấy đó, mình thấy khác nhau. Trên bước đường tu, nếu hai ta có tu rồi nữa, ta bắt đầu ta nhìn đời, ta thấy. Bây giờ nên Đức Phật nói là mình nhìn, mình thấy cái hoa. Phải không? Nhìn thấy cái hoa này đó, thì người thường chỉ thấy cái hoa này là đẹp hay là xấu thôi, chỉ biết nó chừng đó thôi. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói là Ngài nhìn thấy cái hoa này đó, ở trong cái hoa này đó, mà Ngài thấy, thấy cái gì? Trong hoa này đó, tức là Ngài thấy đủ hết, đủ hết tất cả mọi vật này. Tại vì cái hoa này tự nhiên nó có lên, đâu phải tự nó có được, phải không? Mà do tất cả các duyên hợp lại để thành. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên thì mới thấy được thực pháp đó, trên bước đường tu nữa. Chứ không phải ta thấy có nhiêu đây thôi. Ta nhìn cái hoa này nhưng mà ta thấy được cái nhân duyên tạo lên nó đây này. Tại sao có cái này? Tại sao có cái hoa này? Tại nên nếu nói cái hoa này có ra được đó, là cái gần nhất là mấy thầy thấy cái gì? Tức là từ cái cây hoa rồi mới có hoa. Rồi cái cây hoa này nữa là nó từ đâu mà có cây hoa này? Tức là thấy cho hết tất cả những cái này, gọi là bản mạc cứu cánh, thấy không sót cái gì hết đó, thì gọi là thấy được đúng sự thật. Cho nên nó bảo là thấy theo kiểu Đức Phật. Thấy theo kiểu của Đức Phật đó, là phải thấy như vậy. Cho nên cái mà Đức Phật thấy đó, Đức Phật nói là không thể nói cho mình được. Tất cả những người này đó, không thể thấy được, cho nên không thể nói được. Vì vậy đó mà Đức Phật phải nói cái phương tiện, tức là chỉ cái cách cho mình tu để mình bớt đi cái nghiệp chướng trần lao và phiền não. Rồi đó, mình từ từ mình thấy. Mình thấy lần lần lên đó, mới giống Đức Phật được. Thế. Cho nên cái trường hợp mà Đức Phật dạy chúng ta là thế. Vì vậy đó mà Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là trong một niệm tâm khởi lên á, thì đã có chứa trong đó được 3.000 dữ kiện trong đó, là gọi là nhất niệm tam thiên. Đó. Nhất niệm tam thiên đó là Ngài Trí Giả Đại Sư của bên Thiên Thai Tông đó, ông Tổ đó. 3.000 đại thiên, 3.000 ở trong đó. Đó. Trong một niệm đó. Thì bây giờ đó, trong một niệm tâm khởi lên á, thì tại sao cái niệm tâm này khởi lên? Tại sao có cái này? Cho nên cái thứ nhất đó, Ngài mới nói là trong cái này là thập giới hổ cụ. Thập giới tức là từ địa ngục, phải không? Từ địa ngục mà cho tới Phật quả. Từ địa ngục cho tới Phật quả. Tại vì đứng trên cái lập trường của Phật tánh mà thấy sự vật là chúng ta thấy cái này nhé. Cho nên trong tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai mà có Phật tánh hết, phải không? Cho nên Phật có chứ. Trong con người đã có Phật rồi, đã có cái tánh Bồ Tát rồi, tức là tánh thương người đã có rồi. Đã có cái trí tuệ rồi, tức là duyên giác. Đã có cái chất của đạo đức rồi. Cho nên đây gọi là thanh văn. Cho nên cái thánh đức trong con người chúng ta ai cũng có hết. Nhưng mà bị cái phàm nghiệp nặng quá, cho nên nó che mất cái thánh đi. Cho nên trên bước đường tu đó mấy thầy, từ từ mấy thầy kiểm nghiệm cái mấy thầy thấy có những lúc mà cái tâm mình đó, nó thật là thanh tịnh, nó thật là tốt, nhưng mà sau đó nó mình bị trần duyên nó tác động vô, cái tự nhiên cái này mất đi, nó tự mất đi. Cho nên nếu mà mình tu đó thì khi bị mất rồi đó mình cố lập lại, mất rồi mình cố lập lại thì cái trường hợp không mất. Chứ để mất luôn đó thì cái trường hợp này nghiệp nó cứ chồng chất lên, nó ngăn che luôn ấy, thì cái trường hợp này coi như mình đọa. Nên bước đường tu nó thì khó là cái chỗ này. Vì vậy đó mà ở trong một người đã có như vậy, cho nên 10 nhân 10 nó ra 100, phải không? Thế nên 10 nhân 10 nó ra 100. Rồi đó
từ 100 này đó, mà trong 100 này đó mà đem kết hợp với cái thập như thị, tức là 10 cái như thị này đó, như thị tướng, như thị tánh này, tại đem kết hợp với tướng thì thấy nó khác, nhưng mà kết hợp với tánh thì thấy nó khác. Rồi cái trường hợp tướng với tánh, hai cái này kết hợp lại nó lại khác nữa. Cho nên nó gọi là trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong một pháp mà cái người tu chứng rồi đó là thấy tất cả pháp, gọi là nhất tức nhất thiết, phải không? Nhất tức nhất thiết. Tức là trong một pháp nó đã chứa tất cả các pháp trong đó rồi. Cho nên mình không cần đi đâu hết, nhưng mà chỉ quán trong một pháp thôi. Hay là Ngài Trí Giải Sư dạy mình đã chỉ quán ở trong tâm mình thôi, trong một niệm tâm thôi. Nhưng mà mình biết hết cả ba đời chư Phật ấy. Ba đời chư Phật mình biết hết. Mà biết hết được ba đời chư Phật này đó, là mình biết hết tất cả mọi việc trong pháp giới. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi mình biết được hết tất cả mọi việc ở trong pháp giới này đó, gọi là thấy rõ không có sai lầm rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta bắt đầu đi hành đạo đó, chúng ta không bị trở ngại. Còn bây giờ đó, chúng ta chưa chứng được mà chúng ta đi làm đó, thì cái trường hợp đôi khi chúng ta bị trở ngại, không? Trở ngại rồi chúng ta khởi lên phiền não đó, thì chúng ta biết mình bị đọa rồi. Đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, là Đức Phật dặn các thầy tỳ kheo ở Lộc Uyển đó, cái khi mà mấy thầy chứng quả A-la-hán rồi đó, thì mỗi thầy đi một phương để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải biểu tất cả mọi người đều đi, phải không? Tại khi chưa đắc quả, Đức Phật còn không cho đi cất thực mà. Tại vì khi mà mình chưa đắc quả, tức là cái tướng tỳ kheo thanh tịnh chưa hiện ra được, cái tướng giải thoát chưa hiện được, thì cái trường hợp này người ta thấy người ta không phát tâm. Mà đôi khi người ta thấy đó, người ta phỉ báng, cho nên lúc bây giờ người ta mang tội. Vì vậy đó, mà Đức Phật đó, cái khi mà Ngài chứng được tứ thiền bát định rồi đó, Ngài đi vào ở trong cái thành Vương Xá, Ngài khất thực đó, thì ông vua Tần Bà Sa La mới nhìn thấy ở cái vị Sa Môn này sao lại có cái tướng đẹp như vậy và đáng kính trọng như vậy, trang nghiêm như vậy đó. Đấy, cho nên ông mới sai một cái người hầu cận ông đó, đi tìm coi thử coi cái vị Sa Môn này ở đâu, phải không? Thế nên tìm coi vị Sa Môn này ở đâu, thì ông kia tìm được cái chỗ ở của Thái tử Siddhartha xong rồi đó, về mới thưa với ông Tần Bà Sa La, thì ông Tần Bà Sa La này mới tìm lên chỗ đó để gặp. Gặp thì cái trường hợp này, ông vua Tần Bà Sa La mới mời Thái tử Siddhartha đi về thành Vương Xá. Nó thôi bây giờ Ngài ở trên này chi rừng núi cực khổ như vậy, thôi đi về đó, để mà tôi sẽ cấp cho Ngài một tòa lâu đài, tôi sẽ cấp cho Ngài tất cả những cái người mà hầu hạ, phải không? Đây là cái trường hợp quan trọng. Nhưng mà Đức Phật không nhận thì cái trường hợp này nữa, ông nói thôi, thì nếu mà Ngài không nhận thì thôi, thỉnh thoảng đó, Ngài trở về thành Vương Xá để cho phép tôi được cúng dường, phải không? Thành ra khi mà nghe nói ông vua sẵn sàng cúng dường đó, thì Ngài sẽ từ bỏ cái chỗ này đi qua chỗ khác. Mấy anh em đọc lịch sử cái này thấy rõ chứ, phải không? Cho nên nếu mình chưa đắc đạo nữa mà nghe nói có một vị thí chủ nào đó mua đất cất chùa cất am gì cho mình đó, là sướng chứ, phải không? Thôi hỏi thăm rồi đi về. Cái này nữa, Thái tử Siddhartha thì khi đi tu nữa, thành ra khi mà tôi đọc thấy cái này nữa, tôi suy nghĩ cái này. Người ta nữa, hết lòng kính trọng như vậy đó, mà Đức Phật biết người ta kính trọng mình đó, thì cái trường hợp này đó, là chắc chắn là phiền hà nhiều hơn. Thì nếu mà khi nào mấy thầy thực tu thì mấy thầy thấy cái này. Tại vì bây giờ nếu mà Đức Phật mà nghe cái ông này trở về đây để làm quốc sư ngồi đây, phải không? Thì chắc chắn ông ta ông hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, phải không? Rồi một thời gian thì thần thông cũng đứt hết, phải không? Tức là mất chánh niệm đấy. Mất chánh niệm thì tứ thiền bát định cũng mất luôn, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu cái này rất là quan trọng. Nên ở Việt Nam mình á, mà Ngài khuôn việc quốc sư, tức là giúp nước thì ra giúp, nhưng mà xong rồi đó là Ngài về chùa Ngài ẩn.
Chứ Ngài đâu ở chùa, ở triều. Đây là trên bước đường tu, cái chỗ này quan trọng nhất. Tại vì cái người mà đắc thiền, đắc định rồi đó, mà kẹt vào trong cái việc thế tục một cái đó, thì định cũng mất. Tên là định cũng mất thì huệ cũng mất luôn. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà chưa vướng mắc cuộc đời đó, thì việc gì mình cũng biết hết. Nhưng mà bây giờ bị kẹt vào cuộc đời rồi đó, thì lúc bây giờ tối đi, tức là tối mắt rồi đó, thì bây giờ người ta hỏi mình đó, buộc lòng phải mình phải nói, không biết cũng phải nói nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu, cho nên cái quan trọng nhất là chỗ này. Đó là chúng ta khi tu đó, chúng ta phải nhận ra được cái chỗ này. Cho nên đó, cái nhìn của Bồ Tát đó, thì thấy nó khác với cái nhìn của Thanh Văn. Nhìn của Thanh Văn đó, thì cái trường hợp buông hết. Buông hết để chi? Tức là giữ cái tâm mình trống không. Tâm trống không đó, cho nên cái chỗ này nó mới gọi là chánh niệm. Cho nên mới giữ được chánh niệm. Từ cái chỗ chánh niệm này mới có cái chánh định. Mà có chánh định thì có huệ. Cho nên tất cả các vị mà đắc thiền, đắc định đó, thì khi họ vô thiền đó, thì việc nào họ cũng biết hết. Nhưng mà khi xả thiền ra rồi đó, họ trở thành đời thường. Rồi họ cũng sống như mọi người. Cho nên mình thấy nó có những người để mình thấy họ tu đó, họ là thiền, họ đã chứng thiệt đó. Nhưng mà sau đó, khi mà họ chết mình thấy nó rất là tầm thường, phải không? Cái này là sao? Tại vì cái trường hợp lúc đó đó, họ đã rời định rồi. Họ rời định rồi cho nên họ không còn huệ nữa. Đấy. Cho nên chỉ có cái định của Đức Phật, cái vô lượng nghĩa xứ tam muội của Đức Phật thì trường hợp lúc nào cũng ở định hết. Còn tất cả các vị A-la-hán thì cái khi mà vào định thì thấy hết. Nhưng mà xả định ra ôm mình đi thì trở thành thường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này dễ hiểu nhất là khi mà mấy em ngồi yên rồi đó, tâm mình lắng yên xuống rồi đó, mình nhìn sự vật mình thấy nó khác đi. Nhưng mà trở lại đời thường này đó, thì mình thấy nó hoàn toàn khác. Cái đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ ở trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật chỉ nói là các cái vị này đó là Bồ Tát hiện thân trở lại để trợ hóa của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy nó rất là đơn giản, chỉ một đêm thôi mà Đức Phật giáo hóa độ được 1.000 đệ tử, không? Tức là ngàn đệ tử mà ngoại đạo đó, cái nhóm của anh em Ca Diếp này, rồi đi về thành Vương Xá đó, là tiếp tục theo đó là 200 đệ tử của Xá Lợi Phất Một Kiền Liên nữa, là 1.200 cộng với 50 anh em của dòng Gia Xá nữa là 1.250 người, phải không? Con số này là con số cố định thường tùy với Đức Phật, gọi là Đắc Quả La Hán này. Nhưng mà mình hiểu theo kiểu của mình á, là cái khi mà có người tu đắc đạo rồi đó, thì tất cả những người khác đó, theo đi tu thì lên nhanh chứ. Thành ra trong một đêm Đức Phật độ được 1.000 người. Bây giờ một đời thuyết pháp Đức Phật đó, 45 năm thì độ lên bao nhiêu? Thế nó được cái này nó phải tăng, mà nó tăng lên với cái cấp số nhân chứ đâu phải là số cộng đâu, phải không? Nhưng mà không có nữa. Tức là con số này là con số cố định thường tùy đó, còn cái kia nó tăng giảm, nó lên xuống. Là tại sao vậy? Đấy. Cho nên nó tới Kinh Pháp Hoa đó mà mới nói được một cái đó, là ông trưởng giả vào trong nhà lửa, phải không? Đi vào trong nhà lửa là vì vào đây là để độ những người con. Những người con trưởng giả này chứ, để chạy ra. Thì bây giờ những người này đó, mặc dù họ tu ngoại đạo, nhưng mà họ tu thiệt. Họ có căn tu rồi cho nên bây giờ họ tu, nhưng mà họ thiếu người thầy. Thiếu người thầy chỉ đạo, cho nên khi mà họ gặp Đức Phật chỉ đạo một cái họ đắc quả. Xá Lợi Phất nhìn thấy Đức Phật là đắc quả liền. Thành ra ông U Lầu Tần La Ca Diếp nhìn thấy Đức Phật thì cái trường hợp đắc liền, sụp xuống lại luôn. Từ một cái tâm ác như vậy của ngoại đạo, bị ung đúc như vậy, nhưng bây giờ nó nhìn thấy được Đức Phật thực. Ngài đứng ở trên đồi cao trên đó, an lành trên đó,
là ngày sụp xuống ngày lại, ngày nói Đức Phật là thánh chứ tôi chưa phải là thánh đâu, cho nên nguyện đi theo Đức Phật. Mà chính là nhờ cái ông này, cái ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, mà về đàn ông quản lý cái Trúc Lâm Tịnh Xá. Chứ bây giờ 1.000 đồ chúng, 1.250 đồ chúng ở đây đó, thì ai coi, ai quản lý cái này đây? Mấy thầy nghĩ xem, trong một cái chùa mình 5-3 thầy trò mà đôi khi cũng còn có vấn đề phải không? Đâu dễ mà bây giờ nó đùng một cái 1.250 người ở đây, đâu phải chuyện quản lý dễ đâu. Quản lý cái chuyện này không phải dễ đâu. Rồi còn vấn đề ăn uống ngủ nghỉ nữa, tất cả mọi việc này nữa, khó khăn vô cùng chứ, không phải chuyện dễ. Cho nên tất cả những người này nữa là có nhân duyên với Đức Phật hết rồi. Nên ta mới nói là Phật quá hữu duyên nhân á, tức Đức Phật chỉ độ những người có duyên với Ngài thôi. Còn những người mà không có duyên với Ngài nữa thì đâu độ được, phải không? Thế nên trong đời của Đức Phật có những người đã từng đi theo Đức Phật làm tỳ giả rồi, nhưng mà sau này đó khởi lên cái tâm mà ganh tức, phải không? Khởi lên tâm ganh tức rồi sẽ lại chống lại Đức Phật cũng có. Đây là có thật trong đời chứ. Cho nên duy nhất chỉ có Ngài A Nan á, là cái người theo Đức Phật theo hết lòng. Ông này từ một vương tử, nhưng mà khi đi theo Đức Phật á, thì đi theo hết lòng. Cho nên á, từ cái chỗ này đó, mà ta thấy Kinh Nguyên Thủy chỉ nói đó, Ngài A Nan là có một cái sáng dạ, tức là cái gì á, Ngài nghe rồi đó, Ngài nhớ hết. Đây Kinh Nguyên Thủy là ghi nhận. Cho nên khi kết tập á, là nhờ Ngài trùng tiên chứ. Nhưng mà qua tới Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký đó, Đức Phật nói là ông A Nan không phải là chỉ làm thị giả của ta trong đời này đâu. Nhưng mà A Nan đã từng làm thị giả cho các Đức Phật quá khứ rồi. Nhưng mà ở trong tương lai đó, trong những kiếp sau đó, A Nan cũng còn làm thị giả và hộ trì chánh pháp của các Đức Phật trong tương lai nữa, phải không? Và cuối cùng đó, ông A Nan sẽ thành Phật. Đấy. Thế nên mấy thầy thấy, tức là từ một cái sự kiện thực ở trên cuộc đời này, nhưng mà nhìn dưới cái mắt đại thừa đó, tức là thấy nó hoàn toàn khác. Cho nên ta nói là cái người theo đại thừa là có người có cái mắt nghệ sĩ một chút, phải không? Phải có cái mắt nghệ sĩ một chút thì mới thấy được những cái quyền nhiệm của nó. Cho nên thường ta tu đại thừa đây đó, ta thấy cái gì cũng màu nhiệm hết, cái gì cũng màu nhiệm hết, cái gì ta cũng sướng hết đó. Cho nên ta mới tu được chứ. Mặc dù cái đời sống thực là hẩm hiu, nhiều khi không có gì ăn hết, nhưng mà ta thấy ta hạnh phúc thiệt. Nếu mấy thầy thấy được như vậy đó, thì tôi nói mấy thầy có một cái căn tánh đại thừa này, người tu được. Chứ còn cái người mà không có căn tánh đại thừa đó, thì thấy thực. Cho nên thấy khổ thì mình khổ, phải không? Rồi thấy vui mình vui, nó sợ. Còn cái người có căn tánh đại thừa thì thấy hoàn toàn khác hết. Thấy để mình cái việc đó, cho nên mình phải làm cái đó. Cho nên mình mới có cái khởi tâm. Cái khởi tâm mà tu của mình và cái tâm hộ trì chánh pháp của mình đó, chính cái này đó, nó đưa mình tới cái chỗ kết quả tốt. Tôi xin ngừng ở đây rồi kỳ sau chúng ta tiếp, tức là Chủ nhật tới, sáng Chủ nhật. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh